Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp mặt các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia trong ngày tập trung đầu tiên. Trong ngày tập trung đầu tiên, 18 cầu thủ cùng các thành viên trong ban huấn luyện đã có mặt đầy đủ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. 6 vận động viên tập trung muộn do đang trong giai đoạn thi gồm có Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Tuyết Dung, Phạm Hải Yến, Đinh Thị Duyên và Nguyễn Thị Vạn. 6 vận động viên vắng mặt cùng trợ lý Đoàn Thị Kim Trì sẽ chính thức có mặt tại Hà Nội để tập luyện cùng đội từ ngày 8 tháng 1 tới. Cũng trong lần tập trung này, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung tiếp tục gọi bổ sung hai tân binh là Trương Thị Phụng và Trần Thị Phương Thảo. Dự kiến, đội sẽ tập luyện tại VFF từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 16 tháng 1 và lên đường sang Trung Quốc tham dự Cúp Tứ Hùng từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 1. Sau đó là chuyến tập huấn tại Đức vào cuối tháng 3 và sẽ bắt đầu chiến dịch vòng chung kết Asian Cup nữ năm 2018 tại Jordan từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4.